hàng VIP ha, nhỏ nhỏ nhưng mà rất là già, rất là đẹp, quái luôn, đầy đủ luôn ha. Mình quay sơ sơ rồi vô clip đây cụ thể kỹ hơn ha. Đây rồi, chào cô Hằng ơi. Rồi cô chào Linh ạ. Dạ dạ chào anh chị em trên mọi miền đất nước ạ. Đầu năm cây kiểng Hồng Hằng xin chúc cho anh chị em năm mới dồi dào sức khỏe, dồi sức khỏe. Bữa nay mình có về một lô khế gân hình thú, xin giao lưu cùng anh chị em ạ. Số điện thoại của mình là 0939906192, cũng là số Zalo anh chị em. Dạ vô mình vô cái Dạ số nhất bây giờ mình vô mã số 1 cho anh chị em tham khảo nha. Dạ mã số 1 là cây khế gân anh chị em ơi, hình thú anh chị em. Đây, cái gân hình thú này, Dạ có đuôi đầy đủ nó có hai tay anh chị em, chân có đuôi rồi rồi có đuôi dài anh chị em. hai hai cái chân trước rất là Dạ lừng nha chứ cái này mà không biết kêu con thú gì mình không biết, gì mà rất là đẹp cái đuôi nó dài nè anh chị em ha. không, cái đuôi nữa này là cái này nữa Dạ cô, cái đuôi đó còn cái này, cái cái đuôi gì là cái chân chân à, tạo tạo cái chân nó ngồi ẻo bên ha. không, nếu mình bỏ cái này thì lấy này cái đuôi, Cái đuôi còn bỏ cái đó thì lấy cái đuôi, rồi cái nào cũng lấy luôn được, nhìn cây đẹp này nữa mình dạng bonsai mình nuôi nó nữa nữa nó đẹp lắm anh chị em, mình để bàn giữa đồ đẹp. Dạ, giờ cho mình đo số chiều cao cho anh chị em rất xem, đẹp cô chú gì bạn, chiều cao là 25. Dạ, chiều cao 25 mình đo ngàn con thú luôn ha, đo mà mình thú đúng rồi, mình thú là 30, đo ngay cổ nữa ha. Dạ cái đó đúng rồi đó, hoành thân cái đó ngay cổ nó là 23 anh chị em. Dạ cổ 23 chứ gì bay đó, nhìn rất là đẹp ha. Dạ này mã số 1 giao lưu cho anh chị em là 1.500.000 bao xếp toàn quốc nha anh chị em. Dạ rồi, 1.500.000 bao xếp luôn. À, tiếp theo cây số 2 chứ gì bay cây số 2 cũng là một con thú nhỏ nha anh chị em, con thú dài, con thú này thú nằm thú. Nằm dài thường luôn hả chú gì bạn. Dạ. Cái này mình không biết kêu là thú gì á. Rất là đẹp luôn, nằm dài thòn, gần gút u nặng hết trơn chú gì bạn. Dạ cái này là nó nhỏ mà nó già lắm anh chị em ơi. Để mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao là 15. Để rồi, chiều cao 15 con thú dài mình là dài. 38. Cái này mã số 2 mình giao lưu với anh chị em là 800.000 nha. Rồi, dạ bao xếp toàn quốc anh chị em ơi. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 cũng là cây khế gân anh chị em. Cây gân ha. Cây này mình không biết dài quá trời dài. Nó cái cũ nó hết biết là anh chị em ở một cốt nó đứng thẳng lên, cái này mình cho là cây gì mới. Con thú ngoài đầu giống hươu cao cổ. Cái này nó có dáng lạ lạ anh chị em ơi, giống hươu cao cổ luôn chứ gì bạn. Dạ. Cao quá trời cái đế cục luôn chà bá. Dạ, luôn để mình đo chiều cao cho anh chị em xem, chiều cao là 63. Dạ rồi, chiều cao 63 đo nguyên cái cũ rồi. Nguyên cái cũ này mình tính cho là 39 đây nghe anh chị em. Dạ cũ 39 này mình đo chiều hao cho anh chị em xem, đo cái cổ này của nó là nhiều, cái cổ này cho 17 anh chị em ơi. Rồi, cổ 17. Dạ này mã số 3 giao lưu với anh chị em là 900.000 á, bao xếp toàn quốc anh chị em ơi. Rồi 900.000 mã số 3. Mã số 4 cũng là khế gân hình con thú luôn anh chị em, rất đẹp ha. Đợt này về lô này là thú dạng thú nằm không đó anh chị em ơi. Mình rất là đầy đủ chân luôn. Dạ, nguyên lô này là hình nói gì không đó. Sao có hình thú ha. Mình rất là lực. Cái này mình cắt như mà liền da rồi anh chị em ơi. Không có sao hết. Rất là già, rất là đẹp. Dạ. Cái này nhỏ mà nó già. Cây. Để mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao là 47. Chiều cao 47 rồi chứ gì bạn.
Hoành thân này mình tính 20. Dạ rồi, hoành thân 20 tính như bài. Riêng cái bình đế này cho là 84. Mã số 4 này giao lưu với anh chị em là 1.400.000. Anh chị em bao xếp đồng quốc anh chị em ơi. Dạ rồi, 1.400.000 ha, mã số 4 của tính như bài. Cái gần này lô nhỏ nhỏ mà đã... dạ. Cái đẹp không hả, thú không hả? Thú bài. Nằm nằm không đó anh chị em ơi. Tiếp theo mã số 5. Chắc là quái đẹp luôn ha. Đợt này dạng lô này có hai mấy cây là hình thú không anh chị em? Chỉ cần quái. Cái này cũng dạ. Dạng thú ngoài đầu nè anh chị em. Cây này cũng quái lắm nè. Một mình thú luôn ha. Dạ. Mình thú hết hồn, bệ nè. Dạ, u nằng cục cục hết chân anh chú nhìn. Nó nhỏ mà nó già cây chứ lắm anh chị em ơi. Cái này mình đo chiều cao đi. Chiều cao là 54. Rồi, chiều cao 54 của chú Nhi Bay. Hoành thân. Hoành thân là mình tính 24 anh chị em. Dạ, hoành thân 24 của chú Nhi Bay. Hoành cũ này là 93. Dạ. Ở hoành đế 93. Hoành đế 93. Thú này nó cũng già lắm anh chị. Cái này mã số 5. Mã số 5. Mã số 5 giao lưu với anh số 4 hả? Ừ, mã số 5 giao lưu với anh chị em là 1.400.000. Bao xếp toàn quốc anh chị em. Dạ rồi. 1.400.000, mã số 5 bao xếp của chú nhiều bay. Tiếp theo mã số 6. Dạ, thằng lắc mượn phủ trong dịch khá luôn ha. Phủ to, lực. Mã số 6 là cũng là cây khế gân. Cây này cũng dáng lắc lưỡng nè anh chị em ơi. U năng cục cục ha. Dạ, nó nhỏ mà nó già cây. Cục cục hết trơn. Khá đẹp. Mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao là 52. Hoành thân mình 29 anh chị em. Dạ, hoành thân 29. Chiều dạ. Cao 52. Cái này mã số 6 giao lưu với anh chị em là 800.000. Bao xếp toàn quốc anh chị em ơi. Dạ rồi, 800.000 mã số 6. Mã số 7 cũng là thú luôn anh chị em. Đó, nhìn rất là đẹp ha. Đó. Thú có đuôi anh chị em ơi. Đẹp lực luôn có chú như vậy. Cái này cây này mình cắt ra dáng luôn đó anh chị em ơi. Cành 1, cành 2 đồ. Có đầy đủ hết rồi. Có đuôi nè. Đẹp. Nhỏ mà nó già cây nè anh chị em. Ảnh lực cho bá luôn. Dạ. Cái đuôi rất thú, là đẹp. Thú này mình đầy đủ chân. Mình về ha, mình để bàn giữa rồi đẹp lắm anh chị em. Cây hai bếp ha chú như vậy. Dạ. À, chiều cao là 48. Rồi, bành luôn. Bành thân là 23. Dạ rồi, bành thân 23. Nguyên con thú này. Nguyên con thú này là 62. Dạ. Bành thú dạ. 62. Mã số 7 này giao lưu với anh chị em là 1.600.000. Bao xếp toàn quốc anh chị em. Dạ, 1.600.000 rồi chú Nhi Mai. Mã số 7. Cái gân mini nhưng mà đấy rất đẹp. Ok, những bài luôn. U đằng lực lưỡng luôn. Và bá luôn ha. Dạ, mã số 8. Quá trời. À, cây khế gân này rất cái này lực. Kêu bằng dáng ha. Dáng bài. Dáng bài. Cũng đế quá trời luôn. Lực lưỡng tới trên. Cái này ý nhỏ mà nó cái cũ hết biết không trên nè. Lực tới trên luôn chú gì mà. Nó già cây anh chị em ơi, nó già. Nó nhỏ mà nó có vỏ đó. Hồn của bộ đế chú gì mà. Đặt kẹo luôn, cục đế luôn ha. Thân này cái này nó có lực. Dán bay cho anh chị em xem. Dán bay là 68. Rồi, chị bay 68. À, hoành thân là tính anh chị em 26. Dạ, hoành 26. À, cái này cái bình cũ. Bình cũ này là 61. Dạ, bình cũ 61 của chú Diệp ơi. Dạ, này mã số 8 là giao lưu cho anh chị em là 1 triệu đồng anh chị em, bao xếp toàn quốc anh chị em. Dạ rồi, giá 1 triệu đồng bao xếp của chú Diệp ơi. Tiếp theo mã số 9. Vòng cao
Rất là đẹp ha. Cây rất mà là số 9 là cũng là cây khế gân nha anh chị em. Để cái nở đẹp ha, rất là đẹp. Còn rễ to to không à. Mã số 9. Cái này nó có dáng cao cũng rất lửa anh chị em ơi, nó cũng quái quái nè. Nhìn rất là đẹp ha chứ gì vậy. Để mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao 72. Dạ, chiều cao 72. Hoành thân là 30. Dạ, hoành thân 30 chứ gì vậy. Cái này mình sau này mình trồng mình để mình sửa cho dán vinh nhân luôn anh chị em, vinh nhân luôn. Gắn trực cũng được. Dạ này mã số 9 giao lưu với anh chị em là 900.000 bao ship toàn quốc anh chị em. Dạ rồi, 900.000 bao ship của chú Nhật Mai. Tiếp theo mã số 10. Wow, một cây rất là quái luôn. Đây, rất là quái lên coi chú Nhật Mai. Dạ cây. Để nơm quái luôn. Cây này nó có bộ rễ nơm nó cũng lạ lạ lắm nha anh chị em. Đây đọc đọc đọc. Đây biết biết. Khế gân này mình cắt mặt nè anh chị em mà nó liền mau lắm anh chị em ơi nè. Nó liền hết trơn rồi. Nó mau lắm. Dạ. Chừng vài tháng là này nữa. Vài tháng là liền hết trơn rồi. Cái này nó có bộ rễ nơm quái quái anh chị em. Chiều cao là 52. Dạ rồi, chiều cao 52 chứ gì vậy. Cái này mình đo nguyên cái bộ rễ nơm này cho anh chị em xem. Bộ rễ này mình tính là cho 88. Dạ. Nghe 88. Mình đo cái vành này 20 nha anh chị em. Cái dạ. Chân cái cổ nè. Vành 20. Dạ, này mã số 10 giao lưu với anh chị em là 1 triệu đồng ạ. Dạ, giá 1 triệu đồng bao ship anh chị em. Dạ, bao ship tới nhà luôn anh chị em ơi. Rồi, tiếp theo, mã số 11. Mã số 11 là cũng là cây khế gân luôn anh chị em. Nhìn rất đẹp ha. Này nhìn nó dáng, có dáng nhìn nhân mà cũng quái quái cho chi cành ha. À nó nè, anh chị em thấy không, nó nhỏ mà nó nổi u nần hết trơn anh chị em ơi. U từ dài xuống luôn. Lục cục hết trơn nè, cái già cây. Đây. Đây nó phì ra lực ha. Cái này nó có dáng nữa cũng đẹp đẹp mà anh chị. Mình đo bệnh 22 ấy cho anh chị em xem. Hoành thân này 25. Dạ, hoành 25. Cái bình cũ này là 61. Chiều cao là 62. Chiều cao 62. Cái này mã số 11 giao lưu với anh chị em là 900.000 bao ship toàn quốc anh chị em ơi. Dạ, mã số 1 giá 900.000 bao ship của chú chị bạn ơi. Cái gân mini nhỏ nhỏ rồi tới một cây quái mã số 12. Chi cành lắc lư quái. Uốn éo ha. Hàng độc độc là lạ. Mã số 12 cũng là cây khế gân hình quái anh chị. Cái hình này không biết đường tả anh chị em ơi. Rất là già ha, có chú nhiều bạn. Để nở rất là lực già. Cái này hồi bứng về cái bị chày bây giờ cũng như là mình xử lý keo nữa nó liền lại rồi anh chị em ơi. Nó liền thẹo lại rồi. Rất là đẹp luôn ha. Cây này nó quái lắm anh chị em. Nhìn nó viết viết ha. Về đợt này lô này nhỏ nhỏ mà hình quái không à. Để đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao là 59. Trời ơi, chiều cao 59 coi chú nhiều ba. Ngay cổ này là 20. Mình cổ 20. Vành đế này là 77. Cây này già lắm anh chị em ơi.
Dạ mã số 12 giao lưu với anh chị em là 1.600.000 bao xếp toàn quốc anh chị em. Được rồi, 1.600.000 bao xếp đó nhà Mai. Tiếp theo mã số 13. Mã số 13 cũng là hình cây khế gần hình thú nha anh chị em. Chỉ cần có cho anh đầy đủ. Dưới đây nè, u nặng hết trơn già. Nó nhỏ mà già, anh chị em thấy bộ đế của nó, bộ đế của nó ghê không? Rất là lực. Cái gian con thú ha. Bên mặt này rất đẹp nè. Mặt này là hết sảy rồi, phải mặt này mà nó cứ ghế này là con thú này nó đều. Con thú này nó có tai chi này hai bên đều anh chị em. Cái này nữa mình nó có cái này nữa mình bẻ cái dáng gì? Dáng lả xuống ha. Nhìn rất là đẹp. Này một cây này mình chơi được hai dáng. Dạ. Để mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao là 51. Trời, chiều cao 51. Dạ mình thú luôn đi. À, mình thú hả? À, mình thú dài là 29. Dạ. Rồi hoành luôn có thú gì bạn? À, hoành thân nó 23. Rồi, hoành thân 23. À, này mã số 13 giao lưu với anh chị em là 1 triệu đồng anh chị em bao xếp toàn quốc anh chị em ơi. Được rồi, 1 triệu đồng bao xếp của chú Mai. Dạ chứ bạn qua xích vô đi con. Quay cái này như vậy ha, để cho nó chói cái nó đế. Lỡ cái cây này. Rồi, mã số 10 theo 14. Đế quái đẹp ha, dây cành cao. Đây nữa, dây cành có sẵn đầy đủ luôn ha, đều. Mã số 14 cũng là cây khế gân hình thú nè anh chị em. Nó nhỏ mà anh chị em thấy không, nó có bộ ghế nó nằm bệt trên mặt bầu luôn nè. Để rất là lực luôn. Dạ. Đo chiều cao. Chiều cao là 72. Rất là đẹp luôn ha. À, hoành thân làm tính 21 anh chị em. Dạ rồi, hoành thân 21. Mình cũ này mình tính 50. Dạ, mình cũ 50 của chú Nhi Mai. Dạ, mã số 14 này mình giao lưu với anh chị em là 1.100.000 anh chị em bao xếp toàn quốc anh chị em. Dạ, phải bỏ cây của chú Nhi Mai ơi. Dạ, tiếp theo mã số 15. Mã số 15 của chú anh chị Mai. Mã số 15 cũng là cây khế gân hình thú luôn anh chị em. Nhìn rất đẹp. Có đuôi luôn ngoái ngoái nè. Dạ. Sần xù. Cái này mình cắt hơi cao nè, về nếu anh chị em mà chị có sở hữu thì anh chị em cắt hơi giật lùng suốt nữa. Thành ra con thú luôn. Trình rất đẹp ha. Dạ. Mấy mình cắt lùng xuống mình chơi mini nhỏ nhỏ cũng được. Dạ. Đó. Mình con thú dài thọ. Đuôi ngoái. Để mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao là 47. Ờ, chiều cao 47. Chị dạng thú từ đó đúng rồi, không? Mình đo thú cho anh chị em xem đi. Hết lòng tới đuôi luôn. Hết đuôi luôn à. Chiều ngang là 46. Rồi, chị dạng mình thú 46. Hoành. Hoành thân là 21 anh chị em. Dạ rồi, hoành thân 21 anh chị em. Mã số 15 giao lưu với anh chị em là 1.200.000 bao xếp toàn quốc anh chị em ơi. Dạ rồi, 1.200 bao xếp, mã số 15. Tiếp theo mã số 16. Mã số 16. Thằng đọc quyết không quái không ha. Rất là đẹp, u nặng ha. Cây rất là to, rất lực. Cây này có dáng làm như dáng dáng chữ dáng kêu và dáng chữ C không? Dạ. Yeah. Quá trời u nặng cục cục ha. Ôi cây này nó già dữ lắm anh chị em ơi nè. Quá trời già luôn rồi. Như này. Rất là lực u nặng hết trơn ha. Đây cũng đẹp nở luôn. À, về nè mình trồng gốc lên thì cũng được. Đó. Rất là đẹp. Ừ. Đó vậy nó mới đẹp đó. Nhìn rất là đẹp, rất là độc ha.
Để mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Chiều cao là 64. Dạ, chiều cao 64 chú nhị bay. Hoành thân là tính 39 anh chị em. Dạ rồi, hoành 39. Này nhỏ mà nó già anh chị em à. Dạ, này mã số 16 giao lưu với anh chị em là 1.300.000, bao ship toàn quốc anh chị em. Rồi, 1.3, mã số 16 3 ship. Cô chú anh chị hợp nhãn cái nào liên hệ tiếp với cô Hằng giúp kênh. Dạ. Để mình chọn cây ý cho mình ha. Mã số 17 cũng là hình con thú anh chị em. Thú này, thú bên đây, thú này không có nằm đuôi. Nằm lên đây. Lâu này thú nhiều. Thú này thú nằm. Hàng lũa hay thứ mà đẹp ha, lũa mà đẹp nó liền chân. Cô dạ, cái này mình sức keo nó liền hết trơn đó anh chị em ơi. Này không có sao hết. Nó mau liền lắm. Thú đẹp. Nó lên vú rồi chân. Dạ. Nhỏ mà nó già cây. Này để mình đo chiều cao. Chiều cao là 43. Dạ, chiều cao 43. Dài con thú này là 27. À, hoành thân là cho 19. Dạ rồi, hoành thân 19 của chú Như Bay. Ngày mã số 17 này giao lưu với anh chị em là 1.100.000, bao ship toàn quốc anh chị em. Đây rồi, 1.100.000 bao ship. Tiếp theo mã số 18. Mình có thú cho bá luôn ha, rất là lực. Mã số 18 là cây khế găng cũng hình thú anh chị em ơi. Ừ, chắc là lực luôn, thấy nằm thú. Nằm thú lùm liền. Rất đẹp. Nó nhỏ mà nó cây nó già. Để mình đo chiều cao cho anh chị em xem. Để cái đều. Và đều chân ha. Chiều cao là 24. Rồi mình thú luôn. Tình con thú này là 37. Rồi quay vòng với lưu giá luôn. Dạ mã bên quên đo bình thân. Dạ bình thân con thú này là 26. Dạ rồi, hoành 26 của chú Như Bạn. Dạ mã số 18 này giao lưu với anh chị em là 1.100.000, bao ship toàn quốc anh chị em. Dạ rồi, 1.100.000 bao ship luôn chú Như Bạn. Tiếp theo mã số 19. Cây để quay clip ha, quá ha. Rất là lực không chứ gì bạn. Cây này cây lớn anh chị em. Gồng CC ha. To. Này nó có cái dáng lắc lưỡng cũng đẹp lắm anh chị em ơi. Dáng cũng như dáng hồi đầu nha. Để nở đều. Nhìn rất đẹp ha. Gãy bự không anh chị em. U nặng chân dạ. Lên bú chân. Này mình nuôi càng già càng bú nó càng nổi cục lên anh chị em ơi. Cây đế này rất đẹp hết chứ gì bạn, thân cũng lực. Để mình đo hoành thân này cho anh chị em xem. Hoành thân là nó 33. Thấy không, hoành thân 33 có chứ gì bạn. Chiều cao là 54. Chiều cao 54. Rất đẹp ha, mã số 19. Mã số 19 này giao lưu với anh chị em là 2.900.000 anh chị em. Bao ship toàn quốc anh chị em ơi. Dạ, 2.900.000 bao ship mã số 19. Rồi phép đổi cây. Dạ, tiếp theo mã số 20 của chú chị bạn. Mã số 20 là cũng khế gân hình thú luôn anh chị em. Không kèo. Già. Rất là già. Đế đẹp. Đế quyết. Cái này mà mình nuôi nữa cái này nó nổi cục lên dữ lắm anh chị em ơi. Cái này không có sao chân anh chị em nó liền thẹo mau lắm anh chị em ơi. 2-3 tháng là nó liền lên hết rồi. Đang lên liền nè, dạ. Da nó ra, cái da. Đây rất là lực ha chú nhiều bạn, như con thú luôn, đặc, đế đặc luôn. Mình cắt mình chơi bonsai lùng lực là đẹp luôn. Dạ, hoành thân này là 23. Dạ, hoành thân 23 chú nhiều bạn. Này mà đo con thú này. Con thú này 24. Con thú 24, mình thú. Chiều cao là 73. Dạ, chiều cao này, 73. Mã số 20 giao lưu với anh chị em là 1.100.000, bao ship toàn quốc anh chị em. Dạ, 1.100.000. Mã số 20. Cả đều bao ship không có chú anh chị bạn. Mã số 21 cũng là cây khế gân. Những bài rất là đẹp. Dáng bài. Có đuôi hình thú.
hai chân trước. Nhìn cái này có hai chân nè anh chị em. Cái này có đuôi nữa nè. Chân sau đầy đủ. Nó ra đuôi. Đây rất là lực thanh đinh lên mập rồi nè. Cái này khế này nó dễ sống lắm anh chị em ơi. Chiều cao nó 39. Rồi, chiều bay 39. Hoành thân. Hoành thân nó là 23. Dạ rồi, hoành thân 23 chứ gì bạn. Này mã số 21 này giao lưu cho anh chị em là 800.000. Bao ship toàn quốc anh chị em. Dạ, 800.000 bao ship ha, mã số 21. Tiếp theo mã số 22. Đây một cái đế rất là vip lực luôn. Hàng mới về không có thứ gì bạn. Quá trời cái đế, cục đế trời bá luôn chú nhiên bạn. Lên. Đây rất là lực, cây bằng cái này vip luôn. Không ghế nào đấy lực này. U nặng cục cục. Cái này mã số 22 ha. Nhìn rất là đẹp luôn cô chú nhiên bạn ơi. Lên hết trơn không được rồi. Rất là đẹp. Nhìn nhỏ mà nó già anh chị em. U nặng cục cục chứ ha. Để mình đo chiều cao cho anh chị em tham khảo. Chiều cao là 59. Dạ rồi, chiều cao 59 của chú gì bà. Hoành thân là 29. Dạ rồi. Hoành thân 29. Để hoành đế này. Hoành đế này là 69. Có chân đầy đủ ha, chân rất là lực luôn. Hai chân là trước, là gì sao đuôi. Mã số 22 giao lưu với anh chị em là 1.100.000. Bao xếp toàn quốc anh chị em. Được rồi, 1.100.000, mã số 22. Mã số 23 cũng là mã số cuối cùng anh em. Cây dáng bay, đế lực để nằm. U nặng cục cục ha. Nó quay đế luôn ha, đem số 4. Này nhỏ mà nó già cây lắm anh chị em ơi. Cây vậy là rất là lực già. U bú này nữa nè. Này dạng thú trên. Thú nằm bay, vừa nằm vừa bay. Để chiều cao rất là lực to. Chiều bay này đi. Chiều dạ. Bay là 52. Chiều bay 52 chứ gì bay. Dạ, hoành thân là 27. Dạ rồi. Hoành thân 27 chứ gì bay. Cây nhỏ mà nó già lắm anh chị em. Cái này là mã số 23 giao lưu với anh chị em là 1 triệu đồng. Bao ship toàn quốc luôn anh chị em. Rồi, giá 1 triệu đồng bao ship luôn nghe cô chú anh chị. Dạ bà. Cũng là mã số cuối cùng đó anh chị em. Dạ cuối clip xin chúc anh chị em và bè bạn trên mọi miền đất nước dồi dào sức khỏe. An lành, hạnh phúc, làm ăn phát tài ha. Cảm ơn anh chị em vừa qua đã ủng hộ những clip khế của mình, thành thật cảm ơn anh chị em ạ. Số điện thoại của mình là 0939 906 192 cũng là số Zalo anh chị em. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long anh chị em ơi. Hẹn anh chị em clip sau nữa ha. Dạ, cảm ơn cô Hằng chia sẻ luôn. Xin cảm ơn cô chú đã xem ha. Hoặc nhắn mã số nào liên hệ trực tiếp Hằng giúp kênh để như mình chọn cái khế ưng ý gì mình chơi kỹ ha. Và mình xin chào lên cô chú nhiều bạn. Xin tổng chào luôn cô chú chị và anh.